cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Ba Đại chúng em. Thì hôm nay muốn đi giới thiệu cho các bác một số sản phẩm đồ gỗ và những siêu phẩm hiện có bên cơ sở Đồ Gỗ Bảo Đại. Sản phẩm đầu tiên mà video clip hôm nay em muốn giới thiệu, đây là một tấm tranh chắc ạ, một tấm tranh gấu trúc. Một là siêu phẩm VIP ạ, hàng chỉ có 102 bên cơ sở Đồ Gỗ Bảo Đại. Đầu tiên em đo thông số kích thước. Bức tranh có tổng chiều ngang là 191 cm, chiều cao là 87 cm. Em đến gần và em quay chi tiết. Với một bức tranh ạ, nguyên liệu là gỗ chắc ta, được khảm trên nền gỗ chắc. Để tất cả những phần trắng ở đây, đó là ngà. Và thân là gỗ xưa đỏ Việt Nam. Để kết hợp là đá quý. Và đây là phần những phần đen ở đây là gỗ mun sừng nha các bác. Đây là tất cả những nguyên liệu cực kỳ quý hiếm. Hàng được đục chạm cắt tiền nổi. Đây là những con gấu trúc ạ. Đục chạm và phối màu nhìn rất là có hồn. Đây là những cây trúc ạ, những phần lá trúc đây đều là ngà và thân là gỗ xưa đỏ Việt Nam, rất là quý hiếm. Và phần dưới đây ạ, những đây ạ, đây là đá quý. Và đây là vòng lòng ván, bên trong là ván liền nha các bác. Các bác biết là nguyên liệu là gỗ chắc ta, hàng cũ ạ. Để kiếm được một tấm lá vừa to vừa dài mà vân gỗ đẹp như thế này cực kỳ khó và quý hiếm rồi. Hàng đục chạm mà cắt tiền rồi. Rất là tờ tóc sắc nét. Đây là phần khung ạ, những góc ạ là những họa tiết hoa văn, những họa tiết hoa văn ạ. Được chạm cắt tiền nổi và xen kẽ là được được chạm khảm tứ quý ạ, tùng cúc trúc mai tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Chất gỗ này bao đẹp cho các bác mua lại, hàng cũng đã qua thời gian 5 tháng, chất gỗ còn nền tẹp rất là đẹp ạ, hàng lành nặng liền nào. Chất gỗ đỏ đen quý hiếm, vật gỗ thì không chê vào đâu được. Em quay chi tiết nhất có thể và cảm nhận được ạ, cái chất gỗ ạ. Không chê vào đâu nhỉ các bác. Lòng ván bên trong đây ván liền ạ. Rất là giá trị và quý hiếm. Và tiếp đến là đây là phần khung ngoài cùng. Là đây ạ, những phần trắng hồng ở đây là ngà. Những đường dây neo đây ạ là gỗ xưa và kết hợp ạ là ốc xà cừ nhỉ các bác. Được khảm những đường dây neo liên chi, những đường ô vang là cũng được khảm và cắt tỉa và chạy quanh phần khung ngoài cùng. Một bức tranh gấu trúc ạ, siêu phẩm chỉ có 102 bên cơ sở Đồ Gỗ Bảo Đại. Với kích thước chiều ngang là 191 cm, chiều cao là 87 cm, bác ứa và treo phù hợp với không gian. Và trước khi giao lưu là cơ sở Bảo Đại cũng sẽ kiểm tra và vào si sắp lại ạ, trước khi giao đến tận nơi. Và với siêu phẩm bức tranh gấu trúc gỗ chắc này có giá là 120 triệu, thì em bao miễn phí ship cho các bác. Và tiếp đến là xuống dưới bên đây em có một bộ tranh tứ quý, chất liệu là gỗ chắc ạ, bộ gộp là 4 tấm. Em đo thông số kích thước. Chiều cao của bức tranh là 117 cm, chiều ngang là 30 cm. Em mà đến gần em mà quay chi tiết. Đây là một siêu phẩm, một bộ tranh tứ quý với nguyên liệu là gỗ chắc ta, được khảm trên nền gỗ chắc. Mình xem ạ, những phần trắng hồng ở đây là ngà, thân là gỗ xưa kết hợp là đá quý. Những nguyên liệu ạ rất là quý hiếm luôn, được chạm cắt tiền nổi. Phối màu ạ không chê vào đâu nhỉ các bác, rất là có hồn. Những nguyên liệu là rất là quý hiếm. Phần dưới được khảm những cây sen ạ, những bông hoa sen. Với bộ tranh này được khảm mạ tứ quý, tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Rất là đẹp và ý nghĩa. Kích thước của bức tranh là cao là 117 cm, chiều ngang là 30 cm. Đây là sang tấm được khảm mạ trúc nha các bác. Đây là những phần trắng ạ, phần lá trúc ạ, phần trắng ở đây là ngà và thân là gỗ xưa đỏ Việt Nam, kết hợp là đá quý. Cả những đường nét đã được chạm và cắt tỉa thủ công hết ạ, tơ tóc sắc nét.
sàn ông ván bên trong ạ, là ván liền hết luôn. Nguyên liệu là gỗ chắc ta, chất gỗ đỏ đen. Khi các bác xem video chưa kỹ và nghe chưa được rõ, có thể kết bạn với em qua số điện thoại cũng là số Zalo nhà 0944058115. Em có thể là chụp ảnh và gửi chi tiết cho các bác về bộ tranh chắc được khảm tứ quý Tùng Quốc Trúc Mai này. Các bác xem ạ, với tất cả lòng ván bên trong là ván liền. Vân ạ, siêu vân thì các bác không chê vào đâu được ạ. Chất gỗ đỏ đen thì cực kỳ là quý hiếm. Và đây là mặt sau ạ. Những thang ạ, gỗ chắc hết luôn ạ. Các bác xem ạ, chất đỏ đen. Hàng này em bao đẹp, lành nặng, liền nặng. Đục chạm, cắt tiền lục. Các bác xem ạ, phối màu ạ. Rất là có hồn. Các bác treo vào không gian ạ. Phòng khách thì rất là sáng trọng, rất là sáng nhà. Và với siêu phẩm bộ tranh tứ quý gỗ chắc này có giá là 38 triệu, thì em bao miễn phí ship cho các bác. Tiếp đến lại sang bên đây thì em có một bức tượng, một cụ thọ, chất liệu gỗ chắc ta. Em đo thông số kích thước. Đầu tiên em đo thông số kích thước của tượng. Tượng cao 70cm, ngang 22cm, chân đế là không phải gỗ chắc ạ. Em đo từ chân đế mà lên đến đỉnh là khoảng là 80cm. Đây là bức tượng cụ thọ. Phần trên được chạm con rơi. Đây là cuốn thư nhà các bác. Đây là gương mặt cụ ạ. Được chạm rất là có hồn. Cụ cười rất là tươi. Với chất gỗ đỏ đen, được chạm sắc nét. Đây ạ, được chạm ạ. Rất là kỹ ạ, từ những viên đá. Đây là những cây cỏ. Chất gỗ đỏ đen nhỉ các bác. Bên đây là một chú tiểu ạ, đang cầm những đồng tiền. Đục chạm rất là có hồn. Hàng đục chạm kinh bong ạ, sắc nét đến từng chi tiết. Khi giao lưu này em cũng sẽ vào si ạ, và si sáp cho bóng đẹp sạch sẽ ạ, trước khi giao. Và em báo giá bức tượng gỗ chắc cụ thọ này có giá là 9 triệu, thì em bao miễn phí ship cho các bác. Tiếp đến là sang bên đây, thì em có một bức tượng Phật Mẹ Quan Âm. Bức tượng này có chất liệu là gỗ chắc ta, em đo thông số kích thước. Chiều cao em đo là, em đo kích thước của tượng, cao khoảng 75cm. Chiều ngang em đo là khoảng 40cm. Chân đế không phải gỗ chắc ạ, em đo từ chân đế lên đến đỉnh của tượng em đo vào khoảng 86cm. Em đến gần và em quay chi tiết ạ, của bức tượng Phật Mẹ Quan Âm. Một tác phẩm nghệ thuật nhỉ các bác, đục chạm, cực kỳ là sắc nét. Và gương mặt ạ, gương mặt mẹ rất là có hồn. Và đây là những cây sen, những bông hoa sen. Chất gỗ đỏ đen ạ. Mẹ đang đứng trên một đài xe nhà các bác. Hàng đục chạm kinh bong ạ. Rất là kinh bong sắc nét. Với tất cả những sản phẩm bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại mà các bác xem video chưa kỹ, chưa được rõ, có thể kết bạn với em qua số điện thoại cũng là số Zalo 0944058115. Em có thể là gửi ảnh chi tiết cho các bác ạ về tất cả những sản phẩm. Hàng đục chạm kinh bong nhỉ các bác. Rất là kinh bong luôn, sắc nét. Chất gỗ đỏ đen quý hiếm. Vậy em báo giá bức tượng Phật Mẹ Quan Âm gỗ chắc này có giá là 15 triệu. Em bao miễn phí ship cho các bác. Và tiếp đến ạ, xuống dưới bên đây em có một bộ tranh Cửu Huyền Thất Tổ. Bộ tranh có chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi gỗ mật, miền Nam gọi gỗ mật. Em đo thông số kích thước ạ. Em sẽ đo kích thước tổng ạ. Chiều ngang em đo là 137cm và tổng chiều cao em đo là 155cm. Đầu tiên em quay là phần bên trên cùng ạ. Đây là một phần tấm chương trên là được khảm ba chữ ạ, Đức Lưu Quang. Với chất ốc xà cừ nha các bác. Hai bên là được khảm mạ lồng phượng. Cho xem ạ, chất ốc xà cừ.
Phần chính giữa là được khảm ba chữ Đức Ngư Quang, ở đây hai bên được khảm đô Đồng Phượng. Bên ngoài khung đều được đục truyện và những đường ô vuông. Và tiếp đó đây là phần chính giữa, phần trên được khảm cuốn thư nha các bác. Và phần chính giữa đây là bốn chữ Cửu Huyền Thất Tổ và một đôi song long, trận ốc xà cừ, trận ốc bảy màu được cắt tỉa thủ công. Dưới là một con phượng ạ. Và hai bên ạ, đây là con xem là hai bên nào mà đôi câu đối nha các bác, đều được khảm ốc hết luôn ạ. Và phần phía dưới để các xem bộ tranh Cửu Huyền Thất Tổ đều được khảm những con linh vật ạ, bốn con linh vật Long Ni Quy Phụng. Về chất gỗ này em bao đẹp cho các bác, lành nặng liền nè. Và tất cả bên ngoài khung của bộ tranh Cửu Huyền Thất Tổ này đều được chạm lại những đường ô van và những đường truyện. Và phần tấm thư trên cùng ạ, được khảm đồng phượng và bên dưới của bộ tranh Cửu Huyền Thất Tổ xung quanh ạ, được khảm bốn con linh vật Long Ni Quy Phụng. Và khi giao lưu là cơ sở Bảo Đại cũng sẽ phun bóng ạ, kiểm tra sạch sẽ và trước khi giao. Em báo giá với bộ tranh Cửu Huyền Thất Tổ này có giá là 15 triệu, em bao miễn phí ship cho các bác. Tiếp đến lại xuống dưới bên đây em có một chiếc khám thờ. Ở chiếc khám ạ, Cửu Huyền Thất Tổ này có chất liệu là gỗ cẩm nai. Em đo thông số kích thước, chiều ngang em đo là khoảng 47 cm, chiều cao là 70 cm. Đây một chiếc khám thờ ạ, còn ở bên trong ạ, chiếc khám thờ Cửu Huyền Thất Tổ và hai bên ạ là hai đôi câu đối đều được khảm ốc xà cừ nha các bác. Đây là những câu chữ ạ, được khảm thủ công ạ. Chất gỗ và vân gỗ đẹp nhỉ các bác. Đây phần dưới này được khảm cuốn thư ạ, những cái đường dây neo liên chi. Ở đây là những cây sen ạ. Hai bên là được khảm những bình hoa, chất ốc xà cừ. Đây được cắt tỉa và chạy quanh phần rèm khung. Và với chiếc khám thờ Cửu Huyền Thất Tổ này có giá là 7 triệu, em bao miễn phí ship cho các bác. Tiếp đến lại sang bên đây, em có một chiếc khám ảnh. Chiếc khám ảnh đôi nha các bác, chất liệu gỗ cẩm nai, em đo thông số kích thước. Chiều ngang em đo 56 cm, chiều cao là 59,5 cm. Và kích thước lòng trong của ảnh là 30 x 40. Đây là phần khung ạ, được khảm chim hoa và xen kẽ là những đường ô vuông. Đây là phần phía dưới ạ, trận ốc xà cừ, gỗ liền nạc này nặng, vân gỗ cũng rất là đẹp luôn ạ. Đây là một chiếc khám ảnh đôi ạ. Để kích thước lòng trong của ảnh là 30 x 40. Và em báo giá chiếc khám ảnh cũng cẩm nai này có giá là 5 triệu, em bao miễn phí ship cho các bác. Và tiếp đến lại sang bên đây, em có một bức tranh Phật Mẹ Quan Âm được tỉa truyền thần, có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi gỗ mật, miền Nam gọi là gõ mật. Em đo thông số kích thước, chiều cao của bức tranh em đo là 80 cm, ngang 50 cm. Một bức tranh ạ, Phật Mẹ Quan Âm được tỉa truyền thần, trận ốc xa cử. Và xem ạ, bên trên đây là ánh hào quang ạ, phối màu rất là đẹp nha các bác, những đường nét cắt tỉa rất là có hồn. Trận ốc bảy màu ạ, đây là những đây là tà áo của mẹ để cắt tỉa, không chê vào đâu được. Mẹ đang đứng trên một đài sen, những phần trắng hồng ở đây là ngà nha các bác, kết hợp là ốc xa cử. Bức tranh ạ, được cả tỉa truyền thần, rất là tờ tóc sắc nét.
lòng ván bên trong là ván liền ạ, phần gỗ rất là đẹp luôn, và chất gỗ này em bao dày dặn liền nè, không có nứt nẻ hay là cong vênh gì. Khi ra lưu này em cũng sẽ kiểm tra và phun bóng sạch sẽ, và sau cũng đã ra cố móc treo. Vậy em báo giá bức tranh Phật Mẹ Quan Âm Dịch Tỉa Truyền Thần này có giá là 9 triệu, em bao miễn phí ship cho các bác. Tiếp đến ạ, đây là sản phẩm cuối cùng ở video clip hôm nay. Em muốn giới thiệu một cây tủ bày đồ có chất liệu là gỗ gụ, hay còn gọi là gụ mật, miền Nam gọi gõ mật. Em đo thông số kích thước. Cái tủ bày đồ này có chiều cao là 187 cm, chiều ngang 75 cm và sâu là 29 cm. Em mà đến gần và em quay chi tiết. Đầu tiên là đây là phần ở bên trên ạ. Phần khung khung gỗ nha các bác, được tạo hình rích rắc. Tất cả sàn bên trong đều là gỗ hết luôn ạ. Sàn gỗ bên trên này rất là nhiều kệ để các bác có thể là trưng bày đồ. Và phía dưới là có hai chiếc ngăn kéo và có thể là mở la và đựng đồ. Và phần dưới phần đôi cánh ạ, được khảm tứ bình, đây là những bình hoa, những giỏ hoa. Với cái tủ bày đồ này ạ, được khảm những bình hoa với chất ốc Singapore đỏ nửa vàng chanh. Bác xem là có thể cảm nhận được cái chất ốc ạ, chất ốc đỏ nửa. Hàng được cắt tỉa siêu kỹ, tơ tóc sắc nét. Đây phần đôi cánh thứ hai ạ, những bình hoa được cắt tỉa rất là tơ tóc với chất ốc Singapore đỏ nửa vàng chanh. Đây là những góc ạ, là những họa tiết hoa văn. Và đây là bên trong ạ, có một ngăn rất là lớn để các bác có thể là đựng đồ. Bên ngoài cơ sở Bảo Đại cũng đã gia cố ạ. Đây là những tay nắm ạ, và hai chiếc ngăn kéo ạ, tay nắm vít đầu hết ạ. Đây là phần cánh mở hai bên nha các bác. Và khi giao lưu này em cũng sẽ kiểm tra và làm bóng sạch sẽ trước khi giao. Vậy em báo giá cây tủ bày đồ này có giá là 20 triệu. Vậy em bao miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Các bác xem video thấy hay thấy đẹp có thể cho cơ sở em một like, một đăng ký kênh. Em có thêm được phát triển kênh, là thật nhiều những video mới giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Các bác xem video chưa kỹ, nghe chưa được rõ có thể kết bạn với em qua số điện thoại cũng là số Zalo 0944058115. Các bác cứ gần có thể xuống cơ sở em có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Có thể xuống là xem chi tiết hơn về tất cả các sản phẩm và giao lưu về cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Tôi sẽ dừng video ở đây. Hẹn các bác ở các video tiếp theo.